Xin chào tất cả anh em đang hội chơi lan. Hôm nay em có thời gian rảnh, em làm một cái tờ cuốn bạt dành riêng cho trang trại. Và đây là tất cả số trang trại của một anh ở trên Hòa Bình. Có một trại lan đang thi công. Và anh ấy đã mua tờ cuốn bạt của bên em về làm cái tờ cuốn. Bạn nào muốn mua tời cuốn bạt dành cho trại hoa lan thì cứ liên hệ với cả thiết bị chăn nuôi Mai Dung. Số điện thoại em đã in trên màn hình. Bạn nào đang xem trên kênh YouTube thì cứ bấm like hoặc đăng ký để ủng hộ cho bên mình ra nhiều video hơn. Mấy chiến sĩ đang quay tời đấy, tời cuốn lên cuốn xuống đấy. Đây, tầm này là bắt đầu bằng này, rất là phẳng này. Đấy, cây bắt đầu thẳng thẳng này, nhưng vẫn bị vênh đầu một đầu ở bên tời. Nhìn thì cây xào thì nó thẳng nhưng mà cái đầu bên tời nó bị vênh. Xong lên đến gần trên thì bắt đầu cái xào nó cong beo luôn. Khoảng cách bạt từ đầu từ bên trên xuống đến dưới sàn là có khoảng cách của nó có 3 mét thôi. Chưa được 3 mét. Dài, độ dài của cái này là 12 mét. Đấy, bắt đầu cong này. Đấy. Bắt đầu cong, cong lệch luôn này. Trên nhau chắc phải 3-40 phân. Hết cơ à?